Rap Việt mùa 3 đang liên tục có những màn nhá hàng các rapper sẽ ngồi ghế nóng. Tại chương trình năm nay, hai người bí ẩn giờ liên quan đến KZ và người bí ẩn BD liên quan đến Justin Bieber đang tạo ra nhiều sự đồn đoán. Trước những đồn đoán của cư dân mạng về hai nhân vật bí ẩn này là ai, thì nam rapper BJ để lại bình luận trong một bài viết khẳng định BD là Big Daddy, anh cũng tách trực tiếp người đàn anh vào phần comment của mình. Ngay sau đó, rapper Big Daddy phản hồi về dự đoán này, có thể đúng, có thể sai, cũng có thể là BJ. Có một số người khó phát âm chữ giờ nên họ thường có xu hướng thay thế chữ D, đúng sai mai rõ. Màn quăng miếng này nhanh chóng khiến nhiều khán giả thích thú và tương tác với hai rapper đình đám. Trước đó thì nam rapper BJ cũng có bình luận gây bão ở tấm ảnh được Kazik đăng tải cùng rapper Justin Bieber và rapper Suboy khi cả ba đang trong phòng thu. Rapper BJ cũng đã nhận được câu hỏi, có một tin đồn là BJ sẽ làm huấn luyện viên Rap Việt mùa 3. Trong một bài phỏng vấn gần đây, BJ ngay sau đó đã phủ nhận tin đồn này, anh nói, à đó chỉ là câu nói đùa vào năm ngoái. Có lẽ là do vậy mà nó cứ âm ỉ tới bây giờ. Thật sự thì thời gian trước, tôi có nói là tôi không muốn tham gia Rap Việt cho lắm, nhưng bây giờ nếu như có thì tôi cũng muốn thử sức. Tôi cũng muốn tạo ra những sản phẩm hay, hoặc là giúp Rap Việt trở thành một phần quan trọng của nhạc Rap Việt Nam. Tôi cũng muốn được góp mặt trong một phần của lịch sử. Mới đây, thì ban tổ chức Rap Việt đã công bố hai giám khảo của chương trình trên trang fanpage. Theo đó, những người được lựa chọn để cầm cân nảy mực là rapper Kazik và rapper Justin Bieber. Đây đều là những cái tên không còn xa lạ với chương trình khi là trụ cột của hai mùa giải trước. Theo bạn thì hai vị huấn luyện viên tiếp theo có phải là BJ và Big Daddy không? Hãy để lại ý kiến bên dưới nhé. Đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất về Rap Việt.